rất than mạn là nghèo nàn và không được nghèo nàn và bệnh viện. Tuy nhiên là mặt lâm sàng có những dấu hiệu nào để chỉ điểm rằng bệnh nhân bị viêm mạn? Đấy, đấy là vấn đề mà chúng ta phải bệnh nhân có men men cao nâng lên thành một cái trên ba tháng lâm sàng cơ mà sợi men gan. Anh nhầm vàng da, vàng da chán ăn mệt mỏi, chán ăn mệt mỏi, dối loạn tiêu hóa, vàng da chán ăn mệt mỏi, ngứa, da rẻ đấy. Đau tức hạ sườn, đau tức nhẹ hạ sườn phải, là có sốt. Thế thì cô dài cái này nghe giống như bệnh cảnh. Nha, từ lúc gọi đứng lên cho lúc nói không quá 10 giây, xong 10 giây thì mình tự ngồi xuống nha, rồi không có thời gian đi chờ được. Nha. Thời gian của mình đúng không? Tiếp theo, Lưu Quang Tuấn Anh chắc là nào? Em nói chuyện với các bạn đúng không ạ? Em thấy là triệu chứng điển của viêm mạn thì đến là đâu như là khi có gan vàng da mà có thể viêm mạn thì triệu chứng điển thì nghĩ đến bệnh lý về gan rối loạn tiêu hóa này không có đau tức của gan được cái đầu óc còn là cái năng lực là khái quát vấn đề là cực kỳ quan trọng. Và nếu ta là nhân sĩ nước ngoài đấy, trong một tháng đầu người ta cho chúng ta 10 cái tài liệu, 10 quyển sách, mỗi quyển sách 500, 1.000 trang trong một tuần, và chúng ta phải báo cáo được tóm tắt của 10 cái tài liệu dày như vậy. Thế đấy là cái đầu tiên chúng ta học được cái năng lực tiếng Anh là đọc truyền thông tóm tắt một quyển sách trong 10 một tuần. Để xem được, đấy là cái năng lực mềm. Nhưng mà chẳng có thể bạn mình nó vừa đi du học Mỹ. Cho nên là sau học bán tiến sĩ. Dấu ấy. Tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc lớp kỹ sư tài năng khoa công nghệ thông tin. Kỹ sư tài năng cơ. Được học bảo dưỡng. Bách khoa. Thế là bây giờ là về lâm sàng, việc quan mặt lý thuyết là một là cái yếu tố nguy cơ này. Đó là ưu tư dẫn tới con ngạn, thứ hai là tiểu tướng là đau nhẹ hạ sườn phải là mệt mỏi ăn kém đầy đủ trực tiêu này. Đó là gan đau đều phải tìm đồ chắc bệnh nhãn là có thể bằng cái bằng mạng tâm hợp như ngay trước đây. Và tiểu tướng ngoài gan là có sốt, có đau khớp, có phát ban. Đó là cái thứ đấy là biểu thuyết như vậy. Thì trong một đoạn cái đó thì cái nào là có giá trị cho đích của mình cho lâm mạng? Mệt mỏi ăn uống kém thì cũng triệu tiêu ra hoạt thì phải có không? Có. Cái đó nó khó lắm. Thế cho nên ấy, mà ngoài gan sốt đau khớp có tan có định hướng không? Có giá trị không? Không. Nha, thế cho nên là trong cái về lâm sàng có 30 tài hóa để giúp chúng ta định hướng cho ngân hàng. Một là có yếu tố nghi cơ. Có không có nhưng mà có này càng hơn không nhiều. Thứ hai là gan to đều cả hai thì mật độ chắc là kém. Và thứ ba là có những triệu chứng lâm sàng chỉ điểm cho tổn thương gan. Trong đó có một triệu chứng có giá trị nhất đấy là có thể có làm ra một mắt. Đấy thì có ba cái từ khóa đó là định hướng cho tổn thương gan mãn tính. Thế thì bây giờ là đây là phương pháp gọi là logic test. Ví dụ có một triệu chứng thì khả năng là 20%, có hai triệu chứng là 50%, có ba triệu chứng là 70%. Đấy là gọi là phương pháp logic test. Tức là càng nhiều triệu chứng thì cái giá trị để đưa đến một vấn đề nào đó là càng tăng lên. Đấy, sau này chúng ta làm toán học, học toán học của chủ lý thống kê và các học đó. Vân Bách tình là viên của anh micro cho các bạn
micro rơi mà. Nha, bạn đã có micro thì phải khẩn trương rơi để kỹ thuật thứ hai. Bây giờ bệnh nhân có những như cơ cọp lên gan to đều khá gì mà đỡ chắc và nhãn. Thì về lâm sàng khả năng bệnh nhân bị những bệnh gì? Viêm gan cấp, viêm gan mạn. Đấy, đặt ra mà bây giờ là bệnh nhân có một yếu tố nguy cơ này, ví dụ có làm rượu. Hiện nay yếu tố nguy cơ rất nhiều. Chúng ta biết là lúc kia ở đây là các cái trong cái phân loại viêm gan mạn có bốn nhóm đấy, đúng không ạ? Đấy là vừa là nguyên nhân, vừa yếu tố nguy cơ, vừa là nguyên nhân cũng được. Có rất nhiều như vậy. Bây giờ có bệnh nhân có một trong những yếu tố đó cộng với gan to đều khá nhiều rồi. Thì khả năng nhiều, khả năng là bệnh nhân mắc thì mắc những bệnh gì? Sáng như cái định đưa ra định không? Giờ em thì là phải là bệnh có thể mắc bệnh viêm gan mạn. Đấy là một, hai là gì? Có thể là gan. Ung thư gan. Có thể áp xe gan. Gan không có. Sốt cái áp xe. Chỉ có anh tốt rồi, áp xe gan nó hiểu những trùng gan to đều, gan to mềm và đau, nó có điểm gan quá. Thì áp xe gan mà bệnh nhân không có sốt thì gan không đau, hoặc là gọi cái thể giảm thương. Cấp thì xa, để rút xa, thì gần hơn nữa. Chưa là chắc là chúng ta nghe rồi nhưng ta không để ý, tôi thấy là gan thoái mỡ qua nói đúng không? Gan mạn này, ung thư gan thứ hai là gan thoái mỡ, thứ ba là ung thư gan, thứ tư mới đến những cái nguyên nhân mà gan to đơn thuần mà chúng ta học bài gan to rồi này, đó là cấp ba, cấp ba thì cũng học đấy. Nguyên nhân, những nguyên nhân mà gan to đơn thuần có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà rõ ràng là nếu một nhân đơn giản chỉ có hai này thôi mà không có gì khác thì ta khả năng rất nhiều là 1/3 cái đó. Thế thì ở đây ta chú ý đấy là cái triệu chứng này đấy vượt bốn ba cái đó thì nó như thế nào. Thế thì ta chú ý này, gan thoái mỡ là một trong những cái nguyên nhân hiện nay rất hay gặp ở ngày càng nhiều. Và nó là rất nhiều, gan thoái mỡ gặp nhiều hơn bệnh lý gan các mạng tính, nhiều hơn các mạng, nhiều hơn ung thư gan, nhiều hơn các bệnh giật trị. Thế tại sao thế? Bởi vì hiện nay là gan thoái mỡ do rất nhiều nguyên nhân khác nhau và cái tỷ lệ này càng nhiều, đặc biệt là nguyên nhân do béo phì. Ví dụ như là trẻ em thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có khoảng 45-50% trẻ em và béo phì, Hà Nội là đứng thứ hai và các tỉnh khác là như thế. Và những người béo phì thì gần như là có gan thoái mỡ, như vậy tỷ lệ trong đồng là cực kỳ nhiều. Và hiện nay càng ngày trẻ người lớn với số người mà béo phì béo nhiều lắm, BMI trên 25 nhiều, cho nên là nhìn cái ông này béo tròn thế này thì gan thoái mỡ rồi, nó là gần như là thì đấy là cái đấy rất hay gặp, tỷ lệ càng nhiều. Thứ hai là dùng lại thuốc, hiện nay là rất nhiều thuốc uống rất là nhiều, đặc biệt không quý, đó là kéo dài những cái bệnh mạng tính kéo dài thì có khí huyết và gan thoái mỡ. Thứ ba đấy là đái tháo đường, hiện nay thì gần như là đến 30-40% của bệnh người trong cộng đồng đái tháo đường và đến một số nguyên nhân khác, ba nguyên nhân đó gần như là hết nhiều lắm, chưa nói rất nhiều nguyên nhân khác, cũng chưa nói nhiều lắm. Cho nên hiện nay cái tin quan tâm nhất là trong cái tổn thương mang tính cộng đồng là bệnh xã hội. Đấy, cho nên là cái này thì chúng ta rất tiếc là trong chương trình buổi 6 chưa học, là trong cái sau là cũng chưa, bởi vì nó là cái vấn đề mới là chưa kịp cấp cập nhật. Chỉ nói trong một số những bệnh lý đang mãn tính thì là đặc biệt thôi, nhưng các bạn đều chú ý. Và nói mỡ quan ạ, mà chúng ta học cái đó rồi đấy, trong giải phẫu bệnh thì thế nào là thoái mỡ, qua thoái hóa mỡ này, thoái khô thoái lướt thì qua thoái mỡ này đấy, trong giải phẫu bệnh là qua của thoái hóa mà thoái tế bào đúng không? Đấy, gan thoái mỡ là sao?
thoái mỡ chẳng qua đó là tăng tích tụ mỡ ở trong bào tương của tế bào và làm tế bào to ra. Đấy là tế bào thoái mỡ trong dấu vậy trong pháp hoa rồi tăng tổ chức mỡ, tăng tích tụ mỡ ở trong bào tương. Thế ra thoái mỡ có hai loại, một là ăn thoái mỡ toàn thể, và thứ hai thoái ăn thoái mỡ cư chứa là ăn ổ. Thì sau này nếu mà ai học xuông thì sẽ được học rất là kỹ các tiết thứ sáu, nhưng học xuông mấy năm trước nhà thầy chúng tôi cũng tổ chức lớp xuông cho y sáu thì được nói kỹ, bây giờ thì không tổ chức được nữa, nhà trường cũng không tổ chức được. Thì đến những thiệt thòi chúng ta học về học kỹ rất là ít, và tranh thủ năm thứ sáu vừa tranh thủ học thứ bảy chủ nhật sau ra trường còn một chút thì xin một hành tâm hơn em quen sao được vậy. Thì đấy thì các tiết tổ y sinh viên thì đấy là như vậy. Và các bạn thấy mỡ khu chuối thì chúng ta phân biệt với nó là tổ chức giảm âm, tổ chức giảm âm, cho nên là nó phân biệt với u, u để giảm âm rất rõ và nó có kinh nghiệm thì phân biệt không được khó. Theo các thái âm toàn thể thì làm siêu âm hình ảnh rất có điển hình, mà hiện nay trên siêu âm thì là các bác sĩ làm siêu âm không hiểu và lại cái thuật ngữ này, cho nên là gần thoái mãi hết mà nhìn ảnh chụp chẳng thấy thoái mỡ đâu cả. Thế nên cái sai của xương vẫn lời kinh nghiệm vẫn không nhầm được. Đây, và gan và phân biệt trong cái mạng là gan thoái mỡ toàn thể có là gan to đều cả hai kỳ mạch đều chắc mạch không gan thoái mỡ toàn thể là như vậy. Và nguyên nhân nó gần giống như quá mạch gì đâu, đặc biệt là trong nguyên nhân do rượu, do thuốc, thế này có ý thức cơ cộng với đây thì phân biệt giữa viêm gan mạng và gan thoái mỡ, và để phân biệt thì rất đơn giản là bằng siêu âm sinh thiết và siêu âm đủ để chẩn đoán. Và gan thoái mỡ thì nó chỉ có yếu tố nguy cơ hoặc không nếu mà là có yếu tố tự phát, và khi gan như vậy không có triệu chứng. Cho nên là cái yếu tố vừa vào gan phải như vậy thì ta phân biệt giữa viêm gan mạng với gan thoái mỡ. Em thấy mọi người và để chẩn đoán xác định thì ta làm siêu âm hình ảnh viêm gan mạng đấy của viêm thoái mỡ để chẩn đoán khó. Thì đấy là có hai triệu chứng như vậy, hai triệu chứng đấy là đó thì 50-50. Ung thư gan thì ngày xưa nó cũng có cái khối rồi, để phân biệt rất là dễ rồi. Đấy cho nên là có hai yếu tố như vậy mà làm siêu âm để phân biệt thì ta có thể phân biệt được. À, thì cứ đấy thì đây là hai. Và tổng sản cao hơn sản tháng. Còn nếu thêm một cái triệu chứng của ung thư gan, nếu có ung thư cứ khoảng 3 đều phải bị nhiễm một phản ứng và có tổn, có một trong những triệu lâm sàng của ung thư gan đặc biệt là ở trong mắt thì gan thoái mỡ không có vào trong mắt được. Và viêm mạng thì có thể có thể không, nếu có vào trong mắt thì ta có thể loại phải thoái mỡ ra và tìm được rõ ràng là viêm mạng về mặt lâm sàng. Và nếu có siêu âm nữa thì ta có thể loại các tổn thương khu trú khác, ví dụ như sơ gan, ví dụ như là ung thư gan, ví dụ như là gan thoái mỡ thì còn lại là tổn thương gan mạng. Cho nên đấy, chúng tôi nói là chẩn đoán thì rất nhiều trường hợp nếu mà không có chi tiết mà có yếu tố nguy cơ cộng với gan tôi đều phải được một tiếng có bàn được mất cộng với xương là tổn thương an toàn không đều an toàn. Thì đấy là hình điển hình của gan mạng. Và rất nhiều trường hợp nếu mà không có chi tiết là bị chấp nhận cái chẩn đoán này. Đấy, thì đây về lâm sàng các chú ý nhé, là như vậy là có ba gạch đầu dòng để định hướng cho viêm gan mạng và để phân biệt với những nguyên nhân. Thì đây là cái nguy cơ thứ quan nhất, thứ hai là gan to đều phải dùng các phản ứng, thứ ba có những tổn thương định hướng của ung gan để cắt được cái viêm gan. Tôi nghĩ những cái trường hợp như vậy để phân biệt đơn giản nhất là sự biệt. Này thì đây là như vậy. Đối chiếu với cái phẫu thuật này thì bệnh nhân nam 42 tuổi vào viện vì mệt mỏi hoặc đang ngán,
thứ ba đến 25 công việc thì anh em mắc bệnh HIV. Họ không có các cái công việc tôi là tự là không phải chịu không học các bệnh của Mỹ. Tôi là bệnh nhân là được chuyển về cơ quan rút mà tính nó ăn không điều trị gì cả. Bệnh nhân tính cứ tốt mệt mỏi ra năm một cơ bản ra thì để cẩn thận để bị tự do thì cẩn thận hơn như vậy thì ba đi được khá là an toàn không sợ đến tuổi thứ hai. Thế thì cái này có phải là như là bạn không? Không phải là tôi đang mặc sẽ chọn nhưng không là tôi đang mặc là các chủ lưu sản của tôi. Tuy nhiên như thế này với cái nhận thử lưu chưa ra 25 mà có chứng tỏ thì chứng minh có tổn thương gan này trên 6 tháng thì nó là chưa ra mặt nó là bệnh nó chắc chắn. Thế nhưng mà rõ ràng là tôi cứ văn lại thì không thể là có gan không có được. Rất khó là gần như là không có. Đây là nếu bệnh nhân tôi làm lại như vậy xem là lại cái năng lực hả? Cho nên là đây chúng ta chú ý là chúng ta khám lâm sàng và sợ không biết ra chấp nhận cái kết quả đó. Nhưng một khi mà tất cả sinh nhận về thì là ổn một cái văn mạng ta phải khám qua xem lại nhìn sờ võ men cần chất cẩn thận xem là các khám có chất nhận không. Đúng là những việc khám lần không thấy mà không biết thôi. Phải có gan to à? Thầy bảo là phải có gan to, nhưng gan mạn nước sau thì kiểm tra. Phải gan to thì mới sợ được tính chất của gan. Còn thầy bảo là nếu như là khám có gan được to thì sẽ mạn. Phải chăm sóc gì được không? Không thấy được. Thế thì chỉ cần mạn tính thì thật ra nó không không ấy, nó teo là. Cái gan teo thì chỉ có mỗi cái ở trong bệnh. Nhưng mà tất cả các xong rồi mọi người mạng thì sao cả. Nên là cái này là sự bản năng cấp. Cái này đi mình nhìn trước có nói đi cứ mày rồi. Tức là hiện nay là cái tháng bệnh thứ 6, thứ 3 thì còn được, thứ 4 thì mất đi 50%, thứ 6 mất còn mất đi bao nhiêu? 75%. 100 sinh viên đi 6 tháng. Tôi thấy cái số mà sinh viên đi 6 tháng đúng rất quên hết rồi. Thế mất tất nhiên. Để thấy thực tế nha, mà thầy cũng phải chê ghe. Để thấy một cái hình báo thì mình cảm thấy một chứng ký có tiếp kỹ thuật như đúng như sao nhau đúng. Rồi tôi thấy các bạn có khó khăn. Gần như 100% sinh viên tháng không phát hiện hoàn toàn đến thời điểm rất đáng tin. Rất đáng tin. Đang có khám sống. Đặc biệt những bệnh nhân khó, đặc biệt những bệnh nhân nó dày. Dày phần bệnh nhân mà thành bụng rất nghèo mỏng. Đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ ấy là sợ đấy thì chỉ cần thầy bác sĩ đi họ cũng sợ. Bác sĩ lâm sàng chứ bác sĩ trường hợp mà lâm bình thường nó đang dày to không sợ đi. Thầy vừa bảo nếu như mà sơn kích thước gan bình thường như vậy. Cái siêu âm này đấy, hiện nay là đa số các bác sĩ rất ít người đo được kích thước gan mình. Cô tôi này còn nói đến cái này tại sao thế thương khi mà phân tích một cái khoa nói rồi tôi khi không biết được xét nghiệm được xem cái xét nghiệm này thì chắc là của bệnh nhân không. Nên cái này cần chú ý. Đây là gan bình thường. Đây là gan bình thường. Đây là gan bình thường, tức là đây là điểm giữa cuộc sống của nó là để điểm tích mật. Thì ở cái điểm này bắt đầu đây cũng bị 1 năm thì nó ở trên cuộc sống của 4 và 7 số là trái lên. Ở giờ điểm này là cái đau của vợ dưới với cái cuộc sống của nó. Thế tôi chưa được kiểm tra như thế này. Và bình thường người ta đo cái gan là đặt đầu dò vào vị trí của túi mật sau cái xong cái chuẩn phải đấy. Như vậy nó vừa dưới gan hất lên người ta đo hất lên 45 độ hất lên người ta đo là cái này đấy với cái hình ảnh siêu cái này đang đây người ta
đoạn này nó là nhưng mà gan nó khi mà to nó xuống dưới này thế thì phải đặt ở đầu giò đây là thẳng với cái khu viện nó mặt này xuống đặt đầu giò đây thì nó lên đây. Nhưng hiện nay gần như 100% bác sĩ ung thư gan vẫn đặt ở đây, không phải bỏ cái đoạn này. Cho nên là cái đo thì chịu đo gan đang nói chịu đo thì gan phải là phải đặt ở phờ dưới gan, dưới gan nó đặt ở gần như không có, cho nên là cứ cái gan bình thường mặc dù gan tiêu chuẩn 3, 4, 5, 6, 10 cm vẫn là cái một thực tế mà gần như là như vậy. Cho cái đấy là chúng ta xem và khi cái đấy có xem càng thì hiểu khi được biết được cái là thế nào, như này nào, tại sao nó thế, đúng không? Cho nên có một cái là khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện này mời bác sĩ là một xuống hội chẩn cấp cứu xuống ngay, xuống ngay, cứ xuống mà sao vậy? Thì nhờ các thầy làm trọng tài phân biệt trang bệnh này đang to quá. Tại sao thế? Bởi vì là bệnh nhân ở ngoài phòng khám và khoa cấp cứu bác sĩ làm xương là gan không to. Đấy. Thế thì khi vào bác sĩ hồi sức khám xong một cái gan dưới vừa sườn khoảng 4-5 cm. Thế là cái này sẽ tham gia gan to xương không? Thế thì sợ bác sĩ làm nhầm lại làm xương lại cho phòng khám làm lại lần hai. Thế thì quay lại vẫn kết luận gan không to. Thế thì bác sĩ ở khoa hồi sức với bác sĩ xương và phòng khám tranh luận với nhau. Vậy tôi khám cái to cả xong rồi mà không tôi lo như thế. Thế thì không ai phân biệt ra là cái việc mời nó ngồi xuống làm trọng tài. Thì ông lâm sàng thì thật ở đây. Ông xương mà tôi lo đúng đặt ở đây. Thế là hỏng. Thế là sai rồi. Đúng rồi. Nói là như thế. Mới chỉ một vấn đề nhỏ thôi. Thế là cái quan trọng là làm cận lâm sàng cũng phải làm đến nơi đến chốn. Cái này chưa chắc. Đúng đấy. Anh nghĩ tàu này em thấy mệt mỏi lắm, dài. Đây thì đấy là như vậy. Cái này thì nó dài, chúng ta cũng chưa làm rõ ràng cái bệnh này chưa có nói nhiều. Tất nhiên sau này còn công nghệ về sau mình được xem bệnh này, hiện nay nó là tổn thương gì, bệnh nhân này là viêm gan mạn hay là một cái tổn thương cấp ở luôn, không rõ ràng. Nếu bệnh nhân này là viêm gan mạn thì rõ ràng các triệu chứng lâm sàng không gì là được nữa, một lít thôi, có thể bệnh nhân này là 20 năm thì mình còn nói là người lành, nhưng gọi là người lành mang virus. Đúng là cái này là có 100 được, ta nhớ là cái công thức cái này nhá. 100 người, tức là hiện nay cái tỷ lệ nhiễm virus ở một Việt Nam khoảng 25-30% mang virus, tức là khoảng gần 1/3 tỷ lệ người trong cộng đồng nhiễm virus HIV. Trong 100 người nhiễm virus HIV thì có 10 người là tổn thương cấp, hơn 10% tổn thương cấp. Trong 10 người tổn thương cấp thì sẽ có 1 người trở thành viêm gan mãn tính. Mình tặng từ đầu tuần rồi. Cái tổng số 10 là 1 phần 10 là có tổn thương 90% là lành mãn trùng. 10% là không có vấn đề đâu. Trong 10% đấy, trong 10 người đó thì là viêm gan cấp thì có 9 người sẽ trở lại cái viêm gan cấp khỏi và trở thành người lành mãn trùng, 1% thành viêm gan mãn. Đâu qua đâu. Thầy ra. Như vậy là 1% có nghĩa là 100 người thì có 1 người viêm gan mãn thôi. Một người viêm gan mãn đấy quá à. Thì sẽ có, tức là có 10 viêm gan mãn thì sẽ có 10 người là viêm gan tồn tại, có 1 người mới trở thành siêu gan. Như vậy là có 1 phần 1000, có 1000 người nhiễm virus chỉ có 1 người thành siêu gan thôi. Đây có 1 phần 10 nha, có 1 phần 10. Ở bệnh nhân này thì cũng chưa loại trừ được cái chức năng tâm lý, không là mãn tính hoặc cấp tính được dựa cái gì. Thì ở đây là khá là nhiều, và bây giờ là một người ta đi nhiễm trùng và đến thời điểm này con virus mới hoạt động và gây tổn thương cấp. Và hiện nay chắc chắn đây là cái tổn thương cấp, còn có mặt hay không thì chúng ta xem.
cái này đang tổng cấp vì cái này là VPT có 719 này, nên COT là 372 và COT là 23. Thôi qua này cứ tấn cứ xem và đi kiểm nghiệm và các em tin này có như thế nào thì hiện nay chắc chắn không đủ đâu. Còn mạng tính kia xem có không giữa cái gì để ông ra xem là về mạng không. Với tổn cấp này thì chắc chắn là càng to không thể là không sao được. Thấy đúng là bát ạ. Cái tổn cấp nó phu nê, toàn bộ phu nê lên ra nó để to và mật độ nó đều là sản phẩm và cũng mật đất cấp thì là to xây chỗ đó gọi là phải gan to, đúng rồi, phải gan to, không gan to được có chất đó. Sản logic. Đặc điểm của bệnh này như thế nào và các vận dụng ở trên lâm sàng nhé. Bây giờ là cái gì cả, đây xin là báo là chấp nhận theo luật với người này để yếu và bác sĩ ở đây. Điều đấy trong sách có hay trong bài vẫn học có hết. Tổ chức viên các tìm kiếm lâm sàng xét nghiệm thế nào, hình ảnh chưa thế nào, mạng tính lâm sàng xét nghiệm thế nào, hình ảnh học thế nào, vẫn vẫn có hết. Đó hiện nay là nó không nhớ gì chỉ cái đấy. Như vậy là thứ nhất là phải lâm sàng lấy bước trên dọc tiền hình của tổ chức mạng tính như vậy. Và trên bệnh nhân này hiện nay là nếu theo kết quả khám này là không được mà không phải lâm sàng, đúng không? Tổn cấp là tổn cấp nhưng lâm sàng này như thế này cũng là không đúng. Cho nên tôi nhắc lại là bước sau các kiểu định là bước trước thế đáng đang không to đồng ý đó những tất cả mọi cái liệu tổn cấp nhưng gan nó phải nè lên, nó phải phù nè lên. Tổn thương gan cấp là tổn thương lan tỏa, gan to đều cả hai thùy và mật độ mềm, mặt nhãn bờ tù ấn tức đấy là đặc điểm gan tổn thương cấp. Đấy, gan to đều cả hai thùy, đây là tổn thương lan tỏa, tổn thương cấp tính và thể thương lan tỏa. Tổn gan to đều cả hai thùy, mặt nhãn mật độ mềm bờ tù ấn tức. Đấy là tổn thương gan cấp. Còn với các bạn tí thì gan to đều cả hai thùy, mật độ chắc bờ nhãn. Cả xin lỗi là mật độ gan to đều cả thùy, mật độ chắc mật độ nhãn bờ sắc ọc phải không dùng người ít chứng tức một phút độ tức lên nhẹ rất nhiều thôi. Nó là như thế toàn thường như một cái câu dần chú mấy chục viên cho mấy nghìn viên. Đấy thì đấy là về lâm sàng và phân tích thêm một chút là sinh nghiệm. Ý thầy đó, thầy làm sai rồi. Bạn không ăn gì mà khả năng tôi ăn cho tôi làm sai rồi. Tiếp nhá. Bùi Văn Bình. Cho mục tiêu 2. Mục tiêu 2 thì về lâm sàng thì nội dung chẩn đoán viêm gan mạn thì có hai nội dung, chỉ có hai nội dung thôi. Một là chẩn đoán xác định, hai là nguyên nhân. Hai bước, hai nội dung nó không như là sơ gan là bốn nội dung, đúng không ạ? Viêm mạn có biến chứng không? Không có biến chứng. Nếu có thì tổng cấp viêm mạn thì nó không thuộc về biến chứng viêm gan mạn. Còn sau đó dẫn sơ gan nó là bệnh giai đoạn khác, nó không biến chứng cho viêm gan mạn, nó chỉ hai tầm mạn thôi. Nó không có giai đoạn, chả có giai đoạn muộn giai đoạn sớm. Nhá, cho nên là chỉ có hai nội dung của bạn thôi. Có phải viêm gan mạn không thì phải thứ hai là của nguyên nhân. Đây, lần lượt có hai cái nội dung đó. Thì bây giờ cái thứ nhất là tiêu chuẩn chẩn đoán viêm gan mạn dựa vào cái biết đấy, anh ấy xây dựng cái tiêu chuẩn chẩn đoán xác định viêm gan mạn. Thế thì lần trước là thứ nhất thì đã nói cũng gợi mở rồi. Đó là em thưa thầy là tiêu chuẩn chẩn đoán viêm gan mạn thì về lâm sàng thì bệnh nhân có các yếu tố. Cái thứ nhất là sẽ có những cái yếu tố nguy cơ
thứ hai là vàng da vàng mắt trong các đợt tiến triển của bệnh, thứ ba là bệnh nhân có gan to, mặt nhăn mà đổ chắc rồi sắc. Về cần lâm sàng thì bệnh nhân nên có tự nhiên đấy vừa rồi các xét nghiệm về hủy hoại tế bào gan ACLT. Men gan tăng cao trên 6 tháng. Tổn thương gan trên 6 tháng chứ. Có siêu âm gan để đánh giá về kích thước, tính chất của nhu mô gan. Và sinh tiết gan là tiêu chuẩn vàng. Rồi, sinh tiết gan là cái thầy nó không làm được. Không, viêm gan mạn thì làm được sinh thiết, sơ gan thì nó không làm sinh thiết thôi. À, về các xét nghiệm mà làm thêm để đánh giá cái biến chứng thì làm thêm công chức thông máu thì xem có thiếu máu không. Đọc vào về nó phỏng, nửa tiếng sau nó chảy đầy đủ. Tổ ăn tích nước tiểu để khiến cái băng chứng nó tổn thương cẩn thận. Nó dài quá rồi, nó chẳng là xác định mà. Thưa thầy, thầy là cái đấy là về chẩn đoán xác định. Còn về chẩn đoán nguyên nhân thì mới chỉ dừng lại chẩn xác định thôi. Cảm ơn. Thế là quá dài à? Ta chú ý là chẩn đoán xác định tiêu chuẩn nó phải là 1, 2, 3 rõ ràng mạch lạc nhé, chứ thì nó mới chứ còn nói nhiều thứ quá nó lộn xộn nữa, nó không phải tiêu chuẩn. Cuối lớp tiêu chuẩn chẩn đoán xác định viêm gan mạn. Tiêu chuẩn bao giờ có lâm sàng xét nghiệm, nó là đa số các bệnh là như vậy, có những bệnh nó không chia lâm sàng hay bệnh hội chứng giống như là sơ gan là hội chứng. Thế còn viêm gan mạn là lâm sàng xét nghiệm. Thế thì lâm sàng là gì? Lâm sàng vừa rồi cái mục tiêu thứ nhất đấy là có ba cái triệu chứng lâm sàng đó, đấy là hình ảnh lâm sàng tiểu hình. Đấy, đây là lâm sàng. Ba cái con đường tôi nguy cơ. Ba là chủ. 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 Ba là chủ
yên tâm vẽ và người ta vùng mắt có thể có thể không đúng không ạ? Trong khi đó là gan to luôn luôn có rất hiếm khi nhiều cái diễn biến của kích thước gan là đây là kích thước gan bình thường, đây là gan bình thường nhé. Khi mà tổn thương gan cấp thì gan nó sáng to và đặc điểm là tổn thương cấp là gan to, mặt nhẵn, mặt độ mềm, bờ tù, ấn tức, đấy là cái điển hình của gan cấp. Trong trường hợp mà viêm gan mạn đợt cấp thì nó lại xen kẽ hai cái đó và vẫn hình ảnh gan nó viêm thì nó mạn hơn, nó mạn. Khi tổn thương cấp trên 6 tháng, cái 6 tháng nó không xác định được, đúng không ạ? Không thể nói là 6 tháng, ví dụ như bệnh nhân này mà nhiễm virus 20 năm và được chẩn đoán viêm gan virus cấp về đây 10 năm, 6, 7, 8, 10 năm và bây giờ nó lại bị này thì chắc chắn là đợt cấp của viêm gan mạn, đúng không ạ? Nhưng vì nhiễm 20 năm bây giờ như thế này thì không biết là quá trình đấy nó có lây nhiễm không, chưa như là bị phải chẩn đoán là đơn cấp đơn thuần hay là đợt viêm gan mạn chắc phải được tìm, đúng không ạ? Thì cái gì để chẩn đoán hai cái đó thì cái đứa cái nó cái bệnh nhân này, đúng không ạ? Đã nói được kích thước gan và kích sửa chuyển sang viêm gan mạn thì sao? Viêm gan mạn kích thước gan thì kích thước gan nó vẫn thế, nhưng có điều nó chắc lại thôi và bờ nó chắc thôi. Đấy, cấp này có khi chuyển sang qua 6 tháng rồi thì mặt tổ nó chắc lại, đấy, mặt nó nhẵn chắc lại, bờ nó chắc nó từ cái trên nó vẫn tức, kích thước nó vẫn thế chắc chắn là nó chưa nổi và sau đó nếu như viêm mạn là vẫn cứ thế, còn nếu như tổn thương xơ gan thì sao? Thì người kích thước gan sao? Nó làm sao? Xơ gan. Thì đây là xơ gan còn thì bắt đầu nó đảo lộn cấu trúc rồi các thứ, nhưng mà gan nó vẫn to nó chưa bé lại được. Thế còn diễn biến tiếp theo sao? Nó thêm nhỏ dần, đúng không ạ? Tổn thương nó càng phát triển thì nó càng thắt chặt lại, nó nhỏ dần và đến mức là sao? Kích thước gan bình thường. Không muốn biết nhưng mà các bạn biết hết chẳng hạn. Kích thước gan này, đó là kích thước gan này. Các bạn biết kích thước gan này. Nó to này, nó dần, nó dở dần, cứ to, nó phải đến cái giai đoạn là kích thước gan bình thường, đúng không ạ? Được cuối cùng sao? Nó biến đi. Cái này diễn biến của mấy tổn thương gan mạn tính như thế này. Đấy cho nên là gan thì to ít khi sơ gan hoàn vùng của gan thì to tôi chưa thấy về lý thuyết thì có thể viêm mạn có thể là gan bình thường nhưng tôi chưa thấy trường hợp hiếm. Nếu có thì có thể là gan nó không to kiểu kiến xuống mà nó to hai bên và to trước sau. Đấy, to trước sau, hai bên và trước sau và trên dưới. Nhưng mà ít lắm, rất ít, không có. Về mặt bệnh học, có, không có. Đấy thì là như vậy, cho nên là cái gan này luôn luôn có, nhưng mà luôn luôn có với cái đặc điểm mà bạn luôn đều. Đây là cái rất quan trọng của mặt sau. Còn cái này có thể có, cái này. Thứ hai là xét nghiệm. Xét nghiệm thì lần trước là biết hết rồi, tôi nói rằng cái quan trọng được nhất là hình thế học. Hình thế học, hình thế học ở đây ấy, là nó thể hiện là tổn thương gan không đều và mình được chứng minh được là cái về hình thái học thì có hai cái để chuẩn bị. Một là các kỹ thuật để chẩn đoán đây là tổn thương không đều và nó được gan gọi
kỹ thuật nào có thể đơn giản nhất là xương đen trắng tuyến xương không có gia đình dự định, nhưng nó rất quan trọng với viêm gan mạn và lâm sàng cho những bệnh định hướng cái ngày là bệnh gan mạn khả năng là rất nhiều. Lúc nãy nói lâm sàng đấy, cái đó nói câu tức là bệnh nhân là có những cái nguy cơ của gan to đều cái thì chắc là nhãn mà có xương hay tổn thương không đều và an toàn. Cái đó và ở đây chúng tôi 30 năm thì tôi vẫn chấp nhận cái đó, nhưng mà chưa có sinh thiết hoặc chưa có flash scan thì tôi chấp nhận cái đó và khả năng là rất nhiều. Bởi vì siêu đen trắng các loại được ung thư gan bằng mặt đấy rất rõ mà chúng tôi nhìn rất rõ, người mới học cũng thấy được, chưa có một kinh nghiệm. Cho nên là với xương rất hiệu quả ung thư gan. Có những trường hợp mà khối u nó nhỏ, ung thư gan nó nhỏ đến mức sâu nhìn thấy từ dưới 1 cm đến dưới 0.5 cm là cái ung thư gan mà sâu không nhìn thấy được, thì nếu có hình ảnh gan có ung thư gan thì đấy là biến chứng của ung thư gan ở bệnh nhân có ung thư gan và sâu không nhìn thấy được. Nhưng mà gan khối nhỏ thì không nhìn được, chứ không thể nói được gan to như vậy được, mà không thể lên gan to như được. Nó là cái đấy là trong nghiên cứu. Và để tiêu chuẩn vàng là lại bắt buộc trong để được xác định viêm gan mạn thì bắt buộc phải là sinh tiết xương gan, sinh tiết gan trong xương gan và chống chỉ định cái này sinh tiết gan trong xương gan là không có trong cái tiêu chuẩn mà sinh tiết gan xương gan có để chống chỉ định. Khi trong viêm gan mạn thì bắt buộc bởi vì không có chống chỉ định, bởi vì viêm gan mạn nó chưa suy giảm cái gan V là chức năng gan nó bình thường, còn không là những cái gì PT là vẫn bình thường, tiểu cầu vẫn bình thường, chưa có dối loạn tuần hoàn tuần hoàn thì được chắc. Còn nếu đã có dối loạn tuần hoàn tuần hoàn thì đấy là vấn đề khác. Kết hợp thêm ví dụ như là cấp của viêm gan mạn hoặc là một cái dối loạn là những cái gì hoặc là dối loạn tiểu cầu vẫn tiền sẽ bình thường. Cho nên là không có dối loạn tuần hoàn, nên là xin thiết làm một cái chuẩn đoán. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu có flash scan thì flash scan có thể thay thế sinh thiết, nhưng với điều kiện là phải chẩn đoán nguyên nhân qua sự gan đó rồi. Hoặc là nếu có thể là thay thế cho sinh thiết là flash scan, nhưng với điều kiện là đấy, thì đấy là tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định viêm gan mạn. Thế còn những cái khác như sinh hóa chẳng hạn, đấy là GOT-GT-Vinh chẳng hạn, thì trong viêm gan có thể bình thường, có thể viêm gan không tăng, có thể GOT không bình thường, đúng không nào? Có thể là cái tổn thương vẫn hoạt động, nhưng có thể là GOT-GT nó vẫn tăng, đúng không nào? Cho nên là cái đấy nó chỉ để tham khảo rằng chứng tỏ có tổn thương viêm gan thôi. Còn được khẳng định chắc chắn cho các bạn thì cái dư tiêu đấy không nói được, không nói được. Đấy, thì đấy như vậy. Thế mà trong dư gan mạn, đặc điểm của tổn thương dư gan mạn đối với dư tiêu DPT thì dư tiêu DPT tăng đồng ý trên 2N là trên 80 và nhỏ hơn 500 UGT, không bao giờ nó vượt quá 500 UGT. Tại sao thế? Bởi vì hiện nay đấy, những trường hợp mà tổn thương có enzyme gan trên 500 UGT, đấy là tổn thương cấp. Cứ trên 500 đấy là tổn thương cấp. Còn tất nhiên là có tài liệu là 400. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều những tài liệu, rất nhiều những tác giả, rất nhiều những quyển sách mà đều có uy tín cả. Thì có tài liệu là 400, có tài liệu là 500, đúng không ạ? Đều biết là những ưu tiên thì ta tôi đã lấy 500, vậy đa số người ta ủng hộ cho cái mức 500. Và tổ chức y tế tới trong tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gan do rượu mạng tính nhất thì người ta lấy mức 500, liên quan đến tiêu chuẩn bệnh gan do rượu trên cái càng là bao nhiêu? Thì lấy mức 500.
Thế nếu mà GDP dưới 500 có chẩn đoán tổn thương gan cấp không? Chưa lại chỉ được. Vì sao? Bởi vì là cái GDP đấy là nó thay đổi theo thời gian, tuần trước là rất cao nhưng người ta điều trị vào nên ngừng cái yếu tố gây tổn thương cấp đấy. Đấy, và điều kiện thì nó sẽ cao rất nhanh. Nó sẽ cao trong một tuần nó đã xuống gần như xuống từ 5-700 xuống khoảng 300 ngay. Cho nên là cho nên dưới năm nó chưa loại trường hợp mà ta muốn chẩn đoán cấp ta phải dựa vào những cái thông tin đấy. Thì đến như vậy bệnh nhân này hiện nay là GOT là 372, GPT AT là 719, cho nên biết là có bé mạng chắc chắn cấp. Đây là có tổn thương cấp đặc cấp. Nguyên nhân là có gì thì chắc là giống như là cái hoa thôi, tổn thương do rượu, tổn thương do virus này, tổn thương có nhiễm độc này, tổn thương có cái gì đó qua nói rồi nha. Thì nếu mà tổn thương là tất cả trong nước thì ta chẳng có nguyên nhân cũng như chất lượng trong nước này qua nói rồi hay nhắc lại đấy. Thì đây là chắc chắn tổn thương cấp quý thì đây là chắc chắn nhất. Và thứ hai là cái GGT là 203 này thì bình thường nó bị 3-4 chục bây giờ tăng như vậy, tăng lên mức 5 lần, trên 5 lần rồi. Như vậy là khả năng nhiều. Nếu do rút đơn thuần thì cái GGT nó vẫn bình thường, nó không có tăng đâu. Thế như vậy là ngoài tổn thương ra thì khả năng bệnh nhân này có thêm một yếu tố nữa mà gây nên cái tổn thương cấp này, cái tỷ yếu tố này. Thì ở đây là bệnh nhân này là không là dùng rượu. Thế thì phải xem lại. Có không? Bởi vì tôi dùng thuốc nam, thuốc lá, thuốc bắc thì thôi, không hỏi kỹ. Hiện nay là thuốc nam, thuốc lá, thuốc bắc hoặc là uống rượu ngâm với các vỏ cây, ngâm với các thứ. Tôi hỏi, thế tôi đang hỏi mà nếu uống thuốc thì có phải là quả không? Chúng tôi uống rượu ngâm không? Tôi nên hỏi là có ngâm lá cây, vỏ cây uống không? Không. Hỏi, bởi vì khả năng nhiều là chắc chắn là có dùng cho loại một thuốc nào đó hoặc lấy trong cái quá trình một vài tháng gần đây, hoặc là rượu ngâm vỏ cây hay gì đấy. Bệnh nhân nằm buồng mấy ở bên ở đâu không sao được đấy, chuyên khoa không có. Các bạn lấy bệnh nhân bệnh nhiệt đới có sự tìm tòi đấy. Họ xem chắc chắn không yếu tố nào gây nhiễm độc. Thế viêm gan B, viêm gan C, viêm gan B à? B là bệnh hoạt động à? 211 chúng ta nhận về. Đây còn đang hoạt động á, nhận về để lây từ ngu. Nhiễm gì đấy à, nhận. Nha, để tôi lấy cái này nó sẽ sống chút rồi. Rồi, đấy thì đấy cần ra ngoài thêm. Ví dụ vậy, như này chắc cũng được không? Đấy thì đấy là tiền chuẩn chuẩn đoán cơn như bệnh nhân này. Đấy. Thì viết tiêu chuẩn đoán về bệnh nhân này hiện nay là với những cái này thì tìm kiếm yếu tố nguy cơ này và chưa có gì của cơn đó. Thế thì bây giờ để chẩn đoán bệnh nhân này là viêm gan cấp là chắc chắn rồi, có viêm gan mạn không thì phải làm những xét nghiệm gì? Để chẩn đoán hoàn tất công không gọi gì nhỉ? Bệnh nhân này thấy hiện nay tổn thương cấp chắc chắn rồi. Theo bây giờ là chẩn đoán xem bệnh nhân có phải là viêm gan mạn có tổn cấp không? Mình làm cái xét nghiệm chứng tỏ bệnh nhân này là tổn thương mạng tính. Em thưa thầy, là thứ nhất là em sẽ cho bệnh nhân làm thêm HBS, HBS AG ạ, để đánh giá là mạng. Đưa xong HBS là mạng tính, ý là làm xét nghiệm đấy ra đấy. Đúng không? Là chứng minh đây là mạng, chứ không phải là đẳng cấp. Nói như là đẳng cấp. Kháng thể. Kháng thể của viêm gan group B thì gì mà nó là thì kháng thể có HBS
IGM. Kháng thể thì với kháng nguyên HBsAg. Chắc phải bắt buộc nghe có thể không nhá, thì kháng hay gặp hay dễ làm nhất là anti HBs, và hiện nay là có anti HBe, anti HBc, và kháng thể có rất nhiều khi mà người ta chỉ làm hai loại thôi, IgM và IgG một số nhỉ. Thế thì nếu mà tổn thương ở bệnh nhân này thì IgM sao? Để phù hợp bệnh nhân này IgM sao? IgM phải là dương tính. Đang có tổn thương cấp đang có tổn thương cấp đang như này, còn nếu mà IgM âm tính thì sao? Thì mạn. Đây đang phân tích cho bệnh nhân người này IgM tổn thương cấp mà IgM nó phải dương tính, đúng không nào? Chúng bây giờ trong trường hợp mà IgM còn âm tính thì sao? Thì cái thằng này là tổn thương đợt cấp do rượu chứ không phải là do virus. Chắc chắn là do nguyên nhân khác mà do virus. Phạm Thiên Cường. Tại vì IgG IgG tăng. Trong trường hợp mà có như là hai khả năng IgM của hai một là dương tính hay là âm tính. Thế bây giờ nếu âm tính thì khả năng là gì? Thầy bây giờ mình làm anti IgM âm tính thì chỉ còn là không phải là cấp, còn anh thầy là làm theo cái IgG mà dương tính thì chỉ còn là không, tôi đang nói chưa nói IgG, đang tính IgM, những cái tình huống có thể xảy ra dị ứng ở dương tính không được bàn cái IgM âm tính hay sao, là đợt cấp của nguyên nhân khác, đợt cấp của nguyên nhân khác. Anh thầy là nếu mà IgM mà âm tính thì trên cái nền đợt cấp này có thể là do nguyên nhân khác chứ không phải là do cái đợt cấp của cái virus cái viêm này. Cảm ơn nhá. Nếu mà do virus thì đương nhiên IgM nó phải là dương tính. Thế còn nếu mà IgM nó âm tính thì phải tìm nguyên nhân khác, không phải do virus. Ý nghĩa của các cái kháng thể nó như vậy. Đấy thì đấy là kháng thể này. Còn đem IgD, kháng IgD nếu có dương tính thì sao? Thì là tổn thương mạn tính và đợt cấp. Nếu IgM mà dương tính, IgD dương tính thì đấy là chắc chắn là viêm gan mạn đợt cấp và viêm gan B. Còn IgG âm tính thì sao? IgG âm tính khả năng là không có viêm gan mạn, đúng không? Đấy, chú ý này. Tất nhiên cái này thì đây là một cân đang căng thẳng. Mày lấy nhiệt đấy không? Lấy xem trong sách cái bệnh nhiệt đấy các bạn. Thằng kia không có. Thì ta phải là cái gì mở? Trong scan này gọi sinh thiết này, đúng không? Đấy thì chẳng là xác định như vậy. Thì người ta hai cái này. Đấy không có sinh thiết thì ta phải scan không có sinh thiết. Không có sinh thiết. Tần ta nằm ở trên miệng mà. Ừ thì ca này. Thế thì bây giờ ví dụ ta scan là F0. Sao lấy tìm bệnh nhân à? Ừ. Ai cấm đâu? Tìm ở đâu mà chịu được, nhất là có tiền. Mai Văn Đàn. Cùng một bàn luôn. Thế bây giờ nha, đấy tên sĩ quanh đại ca đưa lập luận đây là tổn thương cấp viêm mạn tính. Thì bây giờ là trong trường hợp mà bây giờ là pha scan F0 thì em lập luận thế nào của bệnh nhân này? Sơ gan rồi. Fibrosen. Fibrosen. Không làm gì đã có sơ đâu. Thì đấy là khả năng mà đang dư vật như thế này với một cái lâm sàng như thế này, xét nghiệm như thế này và chẩn đoán cấp tính rồi. Có thể là làm việc cấp tính cho công bản tính không, chúng ta phải làm những cái để chứng minh rằng đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta làm các kháng thể này, IgM, IgG này và làm first scan, dự định các cái tình huống xảy ra. Đấy, các tình huống xảy ra và ta phải lập luận cái giá trị của nó. Thế bây giờ là trong trường hợp mà làm phát scale nó ép không thì sao? Cái mức độ siêu nó là như thế nào? Nó là siêu, cũng giống siêu âm. Siêu âm nhưng mà nó cao hơn. Siêu âm có tiêm thuốc không? Em thưa thầy là có thể nó là chưa có tổn thương sơ hóa. Nhưng ý nghĩa nó nói về mặt chẩn đoán thì sao?
đo được độ của gan bằng sóng siêu âm. Rồi, cảm ơn. Lê Văn Đạt. Nhanh là tôi đang đi, không có nhiều. Nếu mà khi bộ scan ra F0 thì tao để những đến là lợi cấp của vi văn mạng nhưng mà tôi sơ gan. Tôi được cảm ơn. Nếu là F0 có nghĩa là có tổn thương gan mà chưa có sơ hóa, thế thì có nghĩa là chưa mà trừ được cấp hay mạng tính, có thể là cấp tính, có thể là mạng. Bởi mạng này nếu mà mạng chưa có sơ hóa, đúng là rất là theo định nghĩa nhé. Là viêm gan mạn là tổn thương nặng lan tỏa ở gan bao gồm các tổn thương ngoài ngoài tử như là có cơ hoặc là chưa có sơ hóa. Thì nếu viêm gan mạn thì ở đây bạn chưa có sơ hóa, còn nếu viêm cấp thì vẫn chưa thì F0 vẫn chưa hóa được. Đấy, còn viêm gan mạn nếu là F0 mà IED nó dương tính thế thì sao? Viêm gan mạn. Tức là được cấp của viêm gan mạn. Thế còn là em của đa em 3 thì sao? IgG chắc chắn là viêm gan mạn. Thì bây giờ tôi đặt ra cái này là IgG âm tính và F1, F2 hoặc F3 thì chẩn đoán thế nào? Là sơ gan rồi. Viêm gan mạn con sơ gan. Viêm gan mạn là đi rút lại. IgG nếu không phải đồng cấp tôi chưa. F1, F2, F3 mà IgG dương tính. Đấy là trường hợp mà IgG âm tính và này là anh phát scan là F1, F2, F3. Thế thì chẩn đoán thế nào? Sơ hóa không phải là do virus gây gan B. Đúng không ạ? Ừ thì đây là IgG âm tính thì không phải là do viêm gan. Sơ hóa gan xác định là có viêm gan mạn. Nói lại có siêu hóa gan nhưng không xác định có viêm gan mạn. Đây là một dây âm tính mình. Đây cũng là ý kiến. Ý là không phải. Nhưng mà đây là tập như thế này nhé. Giữa cái xét nghiệm sinh hóa với sinh thiết thì cái nào giá trị hơn? Sinh thiết là tiêu chuẩn mà cái kia chỉ có giá trị tuyệt đối đúng không? Đấy, ví dụ như là protein huy động là dương tính với định lượng là protein huy động là 1:0. Thế thì cái nào là đúng? Định tính là dương tính còn định lượng là 1:0. Thế là tin cái nào? Định lượng. Nếu mà định tính thì chắc chắn tỷ lệ nó không được bằng định lượng được. Thứ hai, cái trang thức thường xuyên rẻ trên lâm sàng. Xét nghiệm của tinh dịch cổ, dịch màng bụng. Thì Lipata dương tính, định lượng của tinh có 10.000 lít. Thế phải theo thế nào? Phải theo định lượng, đúng không ạ? Chứ không phải theo định tinh dương tính được. Thế nha, cho nên là trong trường hợp này tính thì phải theo power scan. Và phải xác định rằng nó là sơ hóa viêm gan mạn và sơ hóa mức độ nhẹ, trung bình hoặc là nặng theo F1, F2, F3. Đấy, cho nên cứ chúng ta xem cái nào có giá trị hơn cái nào theo cái đó. Thì thế là như vậy. Nhưng mà tất nhiên là về mặt lý thuyết hoặc là sự đơn giản nó luôn khác nhau. Khi mà bệnh nhân có những cái viêm gan B 20 năm rồi, bây giờ là IgG dương tính thì con scan thì nó là F0 hoặc là F3, đúng không? Nhà F0 ta vẫn chẩn đoán là viêm gan mạn. Nhưng giai đoạn này, mỗi F0 chưa có sơ hóa, đúng là. Còn nếu mà diễn ra âm tính về ở F1, F3 thì ta phải theo con scan hơn, vẫn là viêm gan mạn, sơ hóa giai đoạn F1, F2 hoặc F3. Đấy, cái tình huống xảy ra trước thì như vậy. Thế cho nên là để chẩn đoán bệnh nhân này có được cấp không, à xin lỗi, có thể là do virus không và có viêm mạn không, thì tiêu chuẩn chẩn đoán dứt khoát là ở đây ta phải làm một trong hai hoặc là tốt nhất là hai, và định lượng phải là kháng thể, định tính kháng thể, định tính là không phải định tính thôi,
và qua scan hoặc vì hiện nay ở bệnh viện này đơn giản nhất là qua scan vì xét nghiệm không xâm lấn, không xâm lấn đơn giản như siêu âm thôi, chi tiết nó bằng nhẹ cũng giảm hơn. Hiện nay cái máy và scan có làm nó còn những nơi không có qua scan thì đeo chi tiết nhé, gửi bệnh nhân đến cơ sở có chi tiết hoặc nơi có qua scan ra bệnh nhân như vậy. Đấy thì đấy chẩn xác định như vậy, và ở bệnh nhân này thì các có thể cung cấp xem là cấp tính hay bản tính dựa vào hai cho nên ở đây là có một cái điều mà có lẽ là cố hữu mà rất đáng tiếc là các thầy hôm nay dạy hôm nay siêu âm xin lỗi giao ban, ngày mai lại giao ban, ngày kia giao ban, mai ngày kia học lâm sàng toàn sau lâm sàng tôi quay lại nó vẫn như cái buổi đầu tiên. Tại sao thế? Bởi vì qua giao ban mà và bài sư đang nói rất kỹ về bác sĩ làm thêm thì mình vẫn ở đây còn mua thì chưa có được nhưng mà đây cái thì có nó nhiều hơn là có thiếu nhiều mua đốt nữa đấy cái này làm những người IT cái này thì có rồi là nó đi IT, TGT làm rồi là làm gì nữa đi để theo dõi tiến triển mình đồng ý nhưng mà không phải làm ngay vì mà như hôm nay tôi cũng có cái này rồi thì phải điều trị 5-7 ngày thì mới làm được nhưng phải xem khi ổn định đấy đúng rồi phải xem khi ổn định tại sao lại làm phải khi mà ổn định có vị như thế nào của ổn định và tại sao ở thời điểm đó tôi làm phải xem tác giả trình bày nhé. Nếu đây ví dụ các giả chuẩn mic lên cho bạn hai cái trò tự solo với nhau cho nó gì đây chứ là ở cấp ổn định bởi vì sao như thầy nó có biết khi máy đấy trong tổn thương cấp tính thì nó có hiện tượng phù nề của sức gan đúng là rất là gan bị to còn mềm cái điều chắc chắn cho nên là viêm gan cấp thì người ta không làm chứ về chống chỉ định chống định nó không là chống định nó khác và nên là nó không làm được vì giá trị nó không chính xác còn làm nó làm được nhưng mà không chính xác thôi dùng từ chống chỉ định giống như chống định dùng thuốc thì nó không tương đối như hiểu nghĩa chứ làm không chính xác nên là không làm tại sao bởi vì cái vùng này như thế cái tỷ lệ rất cao file scan đấy nguyên lý giống siêu âm nhưng mà nó lại không phải là siêu âm. Khoa gen nó không đi qua được môi trường đâu. Cho nên ấy, là khi không qua được thì cái tiêu sông nó bật trở lại. Và như thế thì cái độ cấp 3 nó làm sao? Nó tăng. Nhưng nó tăng. Thế còn trong xương thì môi trường nước nó lại hấp thụ tiêu sông. Cho nên là cho hình ảnh xương thì qua môi trường nước thì nó lại làm sao? Nó lại đen, nó lại tối hơn là tổ chức khác hấp phụ mà chưa chiêu nó vào đấy hấp phụ ấy cho nên là nó cái sản phẩm không chứa nước nhưng PET scan nó lại phản ứng đấy cho nên là nó lại tăng tăng độ cấp ba lên cho nên nó không chính xác đáng lý là F0 cũng như là F4 đây F1 nó là F4 ví dụ thế hoặc là F0 nó là F4 nào là F3 này vân vân nên là nó không chính xác được chưa nào rồi thì đây là như vậy trong cái tổ chức cấp là bên chưa làm nó phải là hết cái tổ chức cấp làm chính xác được thứ hai đấy thì hiện nay ta phải chú ý điều này này khi mà sơ gan hoặc là ổ bụng có dịch thì tất tần tật rất nhiều bác sĩ bảo là không làm được heart scan cái đó chưa đúng
Bởi vì sao? Bởi vì đây ta thấy là đây là thương hoành, đó là đấy, đây là gan, đó là và đây là thành nhiệt. Chưa. Bạn tắm à? Thế thì ở đây ta chung như là khi có dịch ở bụng thì trong trường hợp mà này, cái gan là nó bơi ở trong nước và khi ta đặt đầu giò đi, đi qua đây thì từ thành bụng từ đây thành bụng từ đây vào trực tiếp qua lô gan luôn, nó không có dịch đây áp sát vào đây mà thì vẫn được, nó vẫn chính xác. Còn trong trường hợp mà gan nó lại bơi trong dịch nước đây chẳng hạn thì nó không làm được, nó không chính xác, tức là cái tiến đi qua nước là không có chính xác. Còn trong trường hợp mà cái gan nó áp sát vào đây thì vẫn được. Đó là cho nên người ta phải đặt cái đầu dò ở cái vị trí làm sao đấy không có nước mà từ thành bụng vào gan luôn thì vẫn làm được. Vậy thì đấy là cái cho nên là cái này thì tùy theo bệnh nhân, chứ không phải là cứ có dịch cổ trướng cũng làm được, không phải như thế. Tất nhiên ấy là ở khi làm flash scan ấy là người ta phải làm 10, ít nhất là 10 lần để xem người ta cộng cái giá trị đấy chứ chưa trung bình thành một kết quả đấy. Thế cho nên là người ta đặt ở các vị trí khác nhau và làm 10 lần cộng đó, đấy là nguyên tắc gọi là flash scan. Ta đã tham khảo chưa, hai xem chưa, đi sáu xem chưa, chưa xem nhé. Chứ đặt đây chứ những lần đặt đấy ở các vị khác nhau đấy đều phải là qua thành bụng đến gan luôn mà không có qua nước, không chính xác được. Thế người ta bơi trong nước mà chưa đi qua nước không được. Cái đấy một số những cái cơ bản là chúng ta cần được biết để khi ta chỉ định làm flash scan nhân. Đấy thì đấy là như vậy. Và ổn định thì ta không thu tưởng ổn định. Nhưng ổn định thì những thứ nó mông mông, ví dụ như là mạch huyết áp ổn định, cảm thấy và các bệnh hạ quý rằng là ở là mạch huyết áp bình thường không có nghĩa ổn định, có nghĩa là nó không thay đổi. Mạch chúng ta khám 110 chu kỳ phút, lúc qua 110, sáng nay khám vẫn 110, hôm kia 110, lúc qua 110, nay vẫn 110. Thế thì có ổn định không? Rất là ổn định, nhưng nó không bình thường. Nhưng hôm qua huyết áp 170, hôm nay 170, nay nó cũng 170, huyết áp ổn định. Không phải là bình thường, nhưng cho nên dùng ổn định là không đúng. Bệnh nhân này, ngày chẩn đoán, ông tổ chức tâm cấp, hôm qua cấp, hôm nay vẫn thế. Thế mà ổn định, thế là sai. Cho nên từ đây là đi hết tổ chức. Thế là chính xác. Ta là nhà khoa học mà. Bác sĩ là nhà khoa học, bởi vì chúng ta làm việc tư duy chứ. Cho nên là dùng từ chuẩn, không có dùng từ khó hiểu, dùng từ nhiều nghĩa lọc, dùng từ rất là chính xác. Trách nhiệm tình huống 5D đấy thì cũng được, nhưng mà nó mình một phát ngang tên đó, đi đây tại sao lại C không làm, tại sao EF không làm, tại sao F3 không làm, bắt mình không làm, mà làm chỗ D thôi. Nhá, cái đấy nó đưa ra nó phải có cơ sở, tại sao mà D không phải là C. Đấy chứ tại sao không phải EF, rồi thì nhìn gần 50 loại không rồi, mà thì làm D. Vẫn làm được, mắc cục hút, ép cho nó vẫn làm được mà, tại sao không phải làm đây là cái này. Đây là xe tình virus liên quan khác, tức là không ai người ta bắt bẻ được mình. Nhắc lên người ta nói kinh nghiệm nên là người ta nói tổng thể, không nói cái chi tiết. Cái chi tiết thiếu, cái 10 loại người ta nói, kể được 5 loại, 9 loại, nó thiếu một. Người ta gộp cái này, nói những vấn đề khác. Những nội dung bảo đúng rồi đấy anh, nghìn loại tỷ loại vẫn làm ra à anh. Nên thêm một câu để tôi đi nha. Đấy thì đấy cho xác định nhá, như vậy bệnh nhân này hiện nay là tổn thương gan cấp còn chưa nói gì. Chứ trong tuần thì chị trong tuần chỉ có dạy thêm nhưng mà nói chung dạy thêm thì lương và rất đơn giản. Những bệnh nhân này là ta làm IG khám thể, làm
cái đơn giản nhất thì là lấy máu trong một ngày hai ngày có kết quả, còn chờ cái virus này cấp này mà nó hết cái tổn thương cấp rất lâu á, rất lâu. Mặc dù là COD liên quan bình thường nó xuống rồi, nó giảm xuống dưới 500 đầu, nhưng mà nó chưa thể hết được cái tổn thương cấp đâu. Đấy, khi mà bệnh nhân được khỏe mạnh, ăn uống bình thường, mọi thứ tất cả trở lại bình thường, hết bao nhiêu gai nó xuống thì còn một vài trăm thôi. Nhưng mà để nó hết tổn thương cấp thì nó phải là bao nhiêu? Tức là tuần này nó như vậy và nó cứ giảm dần, tăng dần, nó dần dần dần, nhưng mà bình thường mà sau 6 tháng nó chụp chứng tư tư lên mức còn một vài chục, à, một vài trăm, hai vài trăm lần này, thì lúc đấy mới là tuần cấp, là nó hết tuần cấp. Còn bây giờ là tuần cấp thì 5 tháng sau thì vẫn đã hết được cái tuần cấp thì chưa, theo bình nghĩa thì chưa. Đúng là còn vì là khi tuần cấp về sau 6 tháng nó còn, nhưng tuần mạng tính còn trong vòng 6 tháng vẫn là tổn thương cấp, nếu như tổn thương gan nó vẫn còn, tổn thương cấp còn nhưng nó 6 tháng nữa hết thì nó cấp thì nó mạng. Là tôi bây giờ đang tổn thương cấp gan mạng, tôi phải 6 tháng nữa là cấp mạng đi, tiếp theo mạng thì nó hết cấp mạng, phải 6 tháng sau. Cho nên phải nói ngay, tôi gặp nhất là IgM. Đấy là cái nhanh nhất có giá trị tính. Thế là không phải cứ là flash plan là có những người ta phải tính như thế này là ta làm cái gì để ở tại cái hiện tại này có giá trị. Luôn chờ flash plan này. Nó rút. Mặc dù một tháng nữa bệnh nhân xuống dưới 500, 400, nhưng mà lúc đấy nó tổn thất nó chưa hết được. Đúng là nó vẫn còn, nó đang đau xuống thôi. Trên gần mặt, chính xác là ở sau sáng nó hết cái đợt thuốc này, nó trở về lại cái vẫn còn của tương lai. Dự tính như là tổng phần hàng, lúc ấy cũng khẳng định chắc chắn là không còn gấp nữa, nên là cũng làm cái chia sẻ. Đấy thì đấy là trở lại xác định nha, phân tích cho nhân vật nhân này làm cái xem tổng thể xem giá trị của nó khi họ là giá trị của nó như thế nào. Tôi chẩn đoán nguyên nhân thì giống như hôm qua, giống như là sơ gan thôi, không gì là virus này, tổn thương diện là tổn thương miễn này, gần giống như vậy, hoàn toàn giống như thế. Cho nên là để chẩn đoán đấy là bệnh gan mãn tính thì một là chẩn đoán xác định là bệnh, thứ hai chẩn đoán nguyên nhân, hai cái đúng không? Em muốn nói chuyện chắc chắn Lê Hồng Đức. Nào, thì em nhắc lại rồi cái này, nhắc lại rồi cái gì? Nếu mà chẩn đoán nguyên nhân virus của bệnh này thì phải làm một xét nghiệm gì? ABFAG. RAC HHCV HBAC HBAC IgM, IgM đại lượng HPV HPV à? BSAG, HBAC ICM, ICG. Xong rồi đo tải lượng. Nếu như thầy hoạt động thì thầy đang bảo nhắc lại lý thuyết. Cái gì đó, cái gì đó. Cảm ơn nhé, hôm qua học rồi, hôm nay qua xong. Còn cái là loại trừ nhân khác. Thu Thị Dung và Nữ đúng không? Trần Thị Dung, Nguyễn Thu Dung, Nguyễn Tùng Dương, các bạn nam. Nào, đấy, bây giờ là chưa nói những bệnh nhân này, đang nói về lý thuyết lâm sàng để chẩn đoán nguyên nhân virus viêm gan B, nên thì chỉ được nguyên nhân là B thôi, thì phải làm những xét nghiệm gì? Đó thì ông Nhật biết cái gì không hiểu. Đây là cái này không? Đây. Đây. Để xem nó được tốt hay là không hay làm bạn. Chưa có cái gì nói là em liệt kê những cái xét nghiệm cần làm thôi để chẩn đoán nguyên nhân virus B thôi. HBAC, HBAC, IgG, IgM, đo tải lượng. HBAC. Thank you.
đấy thì sao mình bỏ và nói đây. Là PCR ấy anh, giống như kiểu mình là test COVID ấy. PCR âm tính thì cũng chưa loại trừ được là bệnh nhân bị viêm gan B. À không, ở thể hoạt động thể hoạt động mở ra chính thức quyền của em đến có đi hả? Chán luôn. Thôi thì mời người khác đi, nhanh lên mất thời gian quá. Mời Long Nhật này. Này thức vọng. Mình đi. Tại vì nói rất là nhiều. Còn cái đó loại trừ nguyên nhân khác rồi. Ừ, và loại trừ nguyên nhân khác. Tại ở đây khác là rượu, thuốc không? Hay bảo là rượu này, thuốc này, miễn dịch này. À, tự miễn, nhầm tự miễn dịch. Cái HBS thì là... Cô bà nhóm trinh nghiệm 1, tháng nguyên, tháng thẻ, 3, định lượng nồng độ nước. Thế thôi. Tháng nguyên là HBS. Tháng nguyên còn cái gì? Nghĩa giá trị của nó về mặt bệnh học thế nào, kháng thể gồm cái gì và ý nghĩa giá trị bệnh học nó thế nào, và định lượng nồng độ nước thì gồm cái gì và giá trị bệnh học nó thế nào. Đấy thì đấy là cái gì, nó là cái gì và sâu nữa là giải thích tại sao là như vậy. Cần gì cứ tìm bóng thì đấy là câu hỏi cái sau sâu cần gì cứ tìm mình cứ đi bệnh học mới phải hiểu lịch học lý thuyết và đi mình học được không, chuẩn bị lên tới chuẩn bị lên tới. Một là nó là cái gì, bệnh nhân bệnh này triệu chứng là gì, bệnh nhân triệu chứng hỏi vấn lý để em trả lời. Xét nghiệm của cái gì, rồi nhớ giá trị bình thường không? Đấy thì đấy câu hỏi nó là cái gì, và tiếp theo câu hỏi sâu rộng đấy là giải thích tại sao lại như vậy. Chúng ta phải giải thích trong bước bước hai câu hỏi đó, thứ nhất làm gì và tại sao. Bây giờ nó là cái gì mà chưa biết, mình làm sao biết được tại sao mà cái gì. Nếu như thế này thì thi nó thi nhóm vừa rồi. Thầy lại nhắc đến gì? Nhóm vừa rồi là như thế. Nhưng mà không biết có ai trường không, nhưng mà sẵn bàn thầy may thầy cho... Qua hết. Thương tình thôi, nhưng mà nếu nhóm này mà tiếp theo đi nhóm trước ấy thì sẽ có người trượt đấy nha. Nhóm trước là nhóm đầu tiên đấy, thì thôi, nhưng mà nhóm này nhắc kỹ rồi, từng xuất hiện nhóm trước rồi mà vẫn như thế là sẽ có người trượt đấy nha. Mày học kỹ, không có trách thầy, thầy chẳng thương nha nha. Nhiều thế nhỉ, đâu giờ học nhiều nhỉ, bấm nhỉ. Ờ, học nhiều. Không, cái đoạn này em đi đâu, lại kể chuyện linh tinh các bạn lại bảo. Đấy, như vậy có ba nhóm sinh nhật đấy thì em hãy dựng đi hiểu cái giá trị của ba cái nhóm như thế nào. Ông chẩn đoán, kháng nguyên nguồn của kháng nguyên gì, giá trị thế nào. Kháng thể nguồn cái gì, giá trị thế nào. Và tinh thần nội dung nguồn cái gì, giá trị thế nào. Trời ơi, giá trị. Tài lượng virus là 10 mũ năm đúng không? Em thưa thầy, kháng nguyên thì xét nghiệm mà. Em là gì? FBAZ giá trị của nó là FBHBSAZ, nếu mà dương tính thì là chứng minh là có mắc virus ạ. FBAZ nếu mà dương tính thì là đang thể hoạt động, thì là thể hoạt động ạ. Nhưng mà nếu mà âm tính thì cũng chưa loại trừ được virus ở hoạt động ạ. Theo xét nghiệm thì tải lượng virus ạ. Mà xét nghiệm về kháng nguyên thì có xét nghiệm IgG và IgM. IgG thì thể hiện mãn tính, còn IgM thì thể hiện là đợt cấp ạ. Cảm ơn. Vậy ba cái đấy thì cần phải nói lại, HBS thì có giá trị là nhiễm virus thôi, chứ nói cái gì HPE.
vì HP dương tính chưa có vút đang hoạt động, HP âm tính thì chưa loại trừ được khả năng hoạt động là không, nhưng mà hiện nay là hiện tại ra thì trạng có vút đang nghỉ, đúng không ạ? Chúng tôi hoạt động không biết được trạng có vút đang nghỉ. Kháng thể là kháng thể ở đây là kháng thứ ba là HB C A D tức là kháng thể nhân. Vậy thì nó dương tính thì chứng tỏ là mình là không nhân, cái nó dương tính thì không bộ không đúng nó điểm lộ thì không nhân nhân chứng tỏ là cũng đang mở rộng B C A D còn âm tính chưa nói nhưng kháng lên là HB C A D là ít làm như hiện nay rất nhiều labo mà đang làm đấy, còn ở công thương người ta làm hai thêm đúng không, rất nhiều công thương người ta làm vào đâu. Kháng nguyên bề mặt, kháng nguyên lông và kháng nguyên nhân. Đó là các bị co đấy, co hẳn nhân. Kháng thể thì người ta làm có thể là cả ba cái kháng thể của ba kháng nguyên, có thể là một hoặc hai. Đó là còn là hai loại IgG, IgM thì giá trị là tương đối kỹ rồi. Và định lượng nồng độ thì người ta định lượng hai loại, một là HBV DNA và cái đó là cái gọi là copy, tức là kết đoạn đặc trưng cho loài giúp các bạn B và xương tính khi là dương tính là trên thể hơn một người của nó dễ dàng người trên người và trên một người ít. Bây giờ đấy là các kết đoạn polypeptide đặc trưng cho loài rồi cái group chúng ta B thì vừa bị sợ N là cái chuỗi dài của các đoạn monotip hoặc đoạn monotip và các chuỗi đó thì mỗi các cái chuỗi nó gắn lại các cái chuỗi thì các chuỗi đấy có thể là chung của cả tất cả các từ cây cỏ đến con người cho lúc cho động vật tất cả nó đều có cái chung đấy, đó là sau đó phân đến là động vật, sau đó phân đến là virus, là virus đấy rồi phân đến là do cái loại virus B. Đó là đấy thì người ta tìm ra cái đoạn polypeptide đặc trưng của loại virus B. Đấy là gọi là phương pháp xếp phân tử. Nếu còn dài phân tử, người ta gọi là cái xếp phân tử gọi là phương pháp gọi là phương pháp BCA ấy, đúng không? BCA. Đấy, thì nên thứ hai là người ta định lượng nồng độ HBsAg ở trong huyết thanh. Và hai cái này không hỗ trợ cho nhau được. Nếu là cả hai thì tốt, mà nếu không thì là một trong hai. Thì cái này là chị. Tức là người ta tính là tương đương thôi. Tức là nếu mà nồng độ 20.000 UTMX, 2.000 UTMX thì tương đương với lớp 10 mũ 4 của DNA, HBV, DNA. Còn nếu mà 20.000 tương đương với lớp 10 mũ 5, tương đương nha. 2.000 là lớp 10 mũ 4 là 20.000 lớp 10 mũ 5. Cái gì đấy là như vậy. Thế là giá trị của cái của mức cấp của cấp của không mạng là cấp micro. Cái gì đấy là nồng độ của chúng ta tính nồng độ của nó. Thế còn là nguyên nhân rượu hoặc rồi nha, nguyên nhân do tự nhiên nói rồi nha, không phải đấy, ví dụ nên là cái sản lạc đấy thì đấy chẳng nói nguyên nhân. Và như vậy bệnh nhân này mà đấy là như vậy, và để chẩn đoán nguyên thì một cái nữa là phải loại trừ không nhiên không khác nha. HB dương tính rồi, HBA dương tính rồi, HBV điện đây là trên ngưỡng phát hiện rồi, nhưng mà phải loại trừ nguyên nhân khác, không những có loại ưu khác, không có thành thuốc gì, không có liệu vật 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 bệnh nhân này khả năng nhiều là do group học cao phổi đúng không? Đúng hay học bệnh bệnh án. Và như bệnh nhân này hiện nay là có cần phải làm, nếu chẳng cần đây có cần làm HBsAg không?
Tôi có cả làm không? Bệnh nhân này bị thuốc thứ hai, tiền sử thứ hai p 20 năm nay rồi, giờ hoạt động khỏe mạnh, đợt này rất tốt. Thì có cần làm không? Vẫn cần phải làm đấy, bởi vì 20 năm rồi mà. 20 năm rồi, bây giờ nhiều khi lần trước thì làm HBS là đi làm định dương tính, làm định tính thôi. Định tính thì hơi nhầm. Chúng tôi mới gặp một cái bệnh nhân mà chẩn đoán HBS cấp tính điều trị mới tuần trước, không biết bây giờ bệnh nhân còn không có thuốc. Mới tuần trước tôi không xem lại, nhưng mà bác ông ra ban, nó chủ ra ban đấy, bác sĩ báo cáo là có bệnh nhân đã nằm ở bệnh viện quốc tế chẩn đoán là gan virus B cấp, để bệnh nhân HP là dương tính cấp, với tổng cấp như thế này điều trị 5-7 ngày, 10 ngày nó không đỡ rồi, nó rất chậm chuyển sang đây. Ở đây điều trị trong khoảng 5-7 ngày mọi thứ gần về bình thường rồi, HPSAG âm tính, 3 chấm, chả thấy thuốc đâu cả. Bên kia thì chẩn đoán gây rất chắc chắn là viêm gan cấp do virus nam bình của phụ nữ đã cấp sang đây, là điều trị tiếp 10 ngày cho khoảng 2 tuần, bắt đầu bị dần thì HPSAG âm tính, có đúng không? Không phải, mà là mấy lần đều tính cả. Thế đây là cái định tính có thể là nhầm, đó là rất có thể là định tính thì tỷ lệ nó khoảng 70% thôi, nhưng không phải tìm nguyên nhân khác. Nhưng không thể nào cứ HBSAG tồn tại chất lâu, tồn tại cái 5-7-10 năm cả đời. Nghĩa chứ không phải là cái 5-7 ngày 10 ngày điều trị nó tí không có. Nên tôi lấy cái thực tế nó như thế, chưa cho bệnh nhân là cái 20 năm. Và bây giờ không làm thì chưa được, thì vẫn phải làm HBSAG, vẫn phải làm cả bộ của nó. Vẫn phải làm HBSAG, vẫn làm HBSAG, hai cái đó. Em vẫn phải làm các cái anti HP S, và tỷ lệ vô phận nói không có ngoài ra thì loại gì phải làm những cái bộ của nó để chẩn đoán như thế không tiêm quá tuyệt đối nên là mình nói thường xuyên là cái nhanh mà tiêu chuẩn chẩn đoán và áp dụng trên bệnh nhân tiêm mũi sáng đầu tiên ấy. Và như vậy là bệnh này nó xuống khỏe theo định hướng ban đầu thì và diễn biến của tính logic của nó thì các chẩn đoán đây là đợt cấp, tức là viêm gan 11 giờ tối do virus bây giờ với cái chẩn đoán đó thì điều trị như thế nào? Để chúng ta tiền cái đơn nha, tiền vượt ở trên bệnh nhân này với theo nguyên tắc hôm qua, thứ nhất tiền vượt đơn tức là cấu trúc đơn có nội dung điều trị là và dựa vào bệnh nhân cụ thể này tiền cái đơn, nó hỏi tác giả luôn, tác giả làm bệnh án nghiên cứu hôm qua kia đơn rồi, bây giờ tác giả trình bày nha. Một cái đơn là đọc đơn, nó không phải giải thích gì cả, em đọc cái đơn, đọc lên đấy, ta nhớ nhá, và tôi sẽ gọi cho em bình luận cái đơn đó, cho em thảo luận cái đơn đó với micro, nhưng mà chắc hỏi bạn giúp kia mà thứ này em rõ, thứ kiểu sinh viên mà thứ này em cũng rõ, thế là xong câu trả lời rất đơn giản mà rất là đúng, cũng chỉ điểm được, vẫn được chỉ điểm được. Nếu mà phỏng vấn như thế này mà trả lời là trượt đấy thì gọi đọc đơn mày, trả lời đúng các câu hỏi
đơn đấy thì đã nói đây chưa được ăn đâu. Ý là nó chỉ đọc đơn thôi. Đúng đơn thì đó là đúng không? Chăm sóc các thứ. Giờ gọi các bạn ra đi nhóm này là làm anh thì chỉ bày ra anh thì đẩy cho cái nhóm qua chuẩn bị cũng thế. Thế thì hôm nay nói chỉ có đàn ông nói mà anh thì đun cho phải cứ anh mệt đấy. Được, sao rồi? Nguyên bình anh làm nữa trong nhóm hôm nay thống nhất ngay từ đầu. Chết rồi. Biết nha. Chị cứ nằm đây đây. Đây cả nhìn. Lê anh Duy mới là hỏi gì? Rồi ạ. Chưa? Rồi ạ. Chưa rồi. Rồi ạ. À, rồi đấy không? Nguyễn Trường Giang. Chuyển mic cho bạn. Em phải bình luận cái đơn của bạn vừa rồi. Ừ. Bình luận đi. Không có miền chung này, có miền riêng này. Đơn của bạn là đã có đầy đủ thuốc hỗ trợ tế bào gan, thuốc điều trị virus B, vitamin chống viêm, còn thiếu bạn là chế độ ăn uống sinh hoạt không đây? Có rồi. Cái này là chống mặt. Tê gan. Tegamin, Atecania, N-I-E-R, cuối đuôi là N-I-E-R. Atecania. Ga. Atenophobia. Atenophobia. Quên. Atenophobia. Sorry nha. Cảm ơn nha. Có bên chung chưa? Có bên chung vitamin B kia. Đó, vitamin B riêng ấy. Nói chung là đầy carbosila như RV25 nhưng mà có men đâu có bài này có điều trị đấy có một đều sức gì ấy? Thôi thì em không có những tìm viên thuốc của bạn. Thôi là anh thứ hai không ý kiến gì mà anh trước là gần đủ rồi, anh thứ hai đủ rồi. Còn người thứ ba Nguyễn Văn Việt. Em này em không ý kiến gì. Ủa? Nhưng mà công nhận nó kê là khá là đủ đấy. Không biết nó thiếu cái gì. Trước hết là rất ba con trai đều trả lời như thế. Thế bây giờ có lẽ là thôi ưu tiên một bạn nữ nhé. Để trả lời thay cho Pegalin. Và Nam Bộ Đồ trả lời như thế là chưa thật vậy. Mình chỉ nói nó cái Apostat rồi đấy. Nói chung đã có đâu. Ngoài trung vọng
biết là bún đẹo nó tôi gợi ý nha, như vậy bệnh nhân này để kê đơn cho hai nội dung, một là tổn thương gan cấp, hai là tổn thương gan mạn, chẩn đoán là đợt cấp của cái gan mạn do group gan B rồi, đây là phải hai nội dung. Ví dụ đó thì hai cái bệnh này chỉ có cái giống nhau, có cái khác nhau, cái giống nhau rồi ra chung và cái khác nhau thì B, tức là lồng hai cái đó lại với nhau, đúng không ạ? Lồng hai cái đó vào với nhau để tạo nên một cái khối thống nhất của cái đơn được phù hợp với tổn thương cấp ở bệnh nhân viêm mạng tính của gan B. Cái đấy là như vậy. Nha, xin mời một bạn là Vũ Thị Hải Yến. Là hỗ trợ các bạn nhé. Đứng ngày đâu thì hôm nay. Vũ Thị Hải Yến. Không tốt không? Không có. Thế bây giờ là nội dung thứ nhất là đồng ý chung của cả hai đều có, đấy là chế độ ăn và sinh hoạt. Thế thì những có những bệnh thì chế độ sinh hoạt nó không quan trọng lắm, nhưng với cái tổn thương gan, bệnh gan thì chế độ ăn sinh hoạt là cực kỳ quan trọng, cho xác định được cực kỳ quan trọng. Nó là một trong những điều kiện để làm cho bệnh nó ổn định, nó đỡ và ổn định, tức là đỡ và nó giảm dần mà đến được những cái ổn định, tức là nó giảm đáy đấy và ổn định, tức là không đáy sẽ không mặt lên. Đó là thế thì với cấp thì chế độ ăn là sao, còn nâng cấp sao là ăn thức ăn dễ tiêu, giàu dinh dưỡng và giàu vitamin, đó là thì đấy là tổn cấp. Thế tổn nó mạn tính thì sao, nó cũng thế. Thế là giống nhau, thế giống nhau như vậy là hai, như vậy là tập kê đơn và khỏe là giống nhau, hai bên đều giống nhau cả, tức là chế cơ thể là bữa ăn dễ tiêu, dầu dinh dưỡng, dầu vitamin và có cân nặng không? Có. Đấy, thì đấy là có dầu dinh dưỡng, dầu vitamin và tức là cân nặng, thì đấy là như vậy là chung như thế. Thế còn là đấy chỉ định chung và ta phải có, thế còn ở bệnh nhân này thì có cái chống chỉ định không, thì là lại phải đặt vấn đề bệnh nhân em là đau ta, cho nên là phải hạn chế khẩu phần đạt nhà chung cho cả hai, cả viêm cấp nên là ba tăng với cả viêm mạng nên là như em là ba thì thường là trong viêm mạng em là ba nó không tăng đâu nha, nó không tăng đâu đến người vì cái độ hai cho bệnh nhân này là phải là ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, dầu dinh dưỡng, dầu tinh nguyên và nghiêm khẩu phần ăn. Thế nghe đúng. Thứ hai là sinh hoạt. Thì tổn thương cấp thì sao? Ngưng lao động cơ bản. Và đúng ra là phải nghỉ từ 3 đến 6 tháng. Không lao động cơ bản. Đấy là điều kiện để cho tổn thương cấp là ổn định và hạn chế để trở thành mãn tính. Một cái virus cấp đấy mà vẫn lao động chân tay thì đấy là một cái điều kiện rất quan trọng để dẫn tới mãn tính nha. Cho nên cái đấy phải là chú ý, cho nên là người ta phải nghỉ hẳn cho các bác 3-6 tháng cô tu là quá hết rồi, như đỡ rồi mình phải nghỉ 3-6 tháng bởi vì sau tháng hết rồi cấp và ít 3 tháng mới là ổn rồi, và cái thứ thì mình có thể lao động nhẹ nhàng, nhưng mà ít tốt nhất là sau 6 tháng thì mới là hết được cấp độ, nó mới trở bình thường đấy, không được thì luôn. Thế còn viêm gan mạn là sao? Là hạn chế gắng sức, hạn chế chứ không phải là ngừng hẳn nhé. Như ta gộp lại những bệnh nhân này thì sao? Phải ngưng vào gắng sức, tức là nghỉ ngơi hoàn toàn. Tính thế là đúng. Đấy là sinh hoạt, chế độ ăn là sinh hoạt. Như vậy bệnh nhân này là ăn thức ăn dầu dinh dưỡng, dễ tiêu, dầu dinh dưỡng, dầu vitamin,
và ngừng khỏi lạ. Thứ hai là nghỉ, tức là hội cấp một, xin lỗi, tức là hội cấp một, và là ngừng lao động cơ bắp, nghỉ đơn giản. Thì thấy là như vậy, chứ là như thế đúng. Đấy. Thứ hai, nội dung thứ hai là tăng cường dinh dưỡng và hỗ trợ cho tiêu hóa gan bằng hai biện pháp là các men gan và vitamin. Thế thì cả hai vấn đề cấp là cũng là hỗ trợ, đấy nó cũng là aspartate, là các men gan. Men gan có thể làm ra tiêu hóa chung hoặc tế bào cho tiêu hóa gan, bên tiêu hóa mặn như vậy. Rồi bên cấp cũng là vitamin, bên tiêu cũng là vitamin, giống nhau, bên tập kề giống nhau. Đấy, aspartate. Nhưng mà tùy theo mức độ những bệnh nhân này đa thuộc cái cấp từ nãy là có cao như thế, cho nên mình phải dùng aspartate là liều cao. Đấy, bình thường có thể là 2 gram, 4 gram. Những bệnh nhân này giống như này có thể là dùng 3 gram đến 5 gram. Và vitamin nhóm B. Nhóm B thì lúc nãy bạn kê cái là vitamin B1 là 100mg, vitamin B6 là 100mg, vitamin B12 là 200mg, có đúng không? B6 cho 100mg thì sao? Ít. Thì sao? Ít. Dễ ngộ độc á. Ngộ độc vitamin B, B6. À, B1 mới là ít. Không, đều ngang chứ. Và đấy là như vậy. Thứ hai là trong trường hợp mà một cái chế phẩm mà có hai cái loại trở lên, người ta không có hàm lượng. Nhá. Không có hàm lượng trong kia đơn là không, chỉ ghi tên đơn là vitamin B1, B6, B12 nhân với 2 viên hoặc 4 viên, không có hàm lượng đấy nữa. Với nguyên tắc kia đơn thế là một cái chế phẩm mỗi từ 2 thành phần trở lên là không có hàm lượng, trong đó vì trong cái viên lúc đấy có ghi tầm một cái phần thì không ghi được. Như vậy. Thế còn glutathione 1200mg thì ok không? Cái này là gọi chuẩn trắng thì ta phải xem lại trong cái lần trước hôm hôm gọi là giải thích về viêm gan mạn đấy, về lý thuyết thì có nói đến glutathione cháu ạ. Đấy thì nếu mà em nào có chịu khó mà nếu đọc cái tham khảo cái quyển sách sau đại học đấy của môn đấy, thầy có viết cái bài viêm gan mạn đấy, viêm gan mạn trong đó viêm gan mạn do thuốc, do rượu, thì thầy viết rất kỹ về cái glutathione, thầy viết được một vài trang nữa, vài trang thời gian gọi lại. Thì cái này chủ yếu là có tác dụng trong trường hợp bảo vệ, tức là tăng cái khả năng bảo vệ tiêu gan bằng, tức là bằng cái chống lại cái chất độc thôi. Còn virus thì cơ chế tổn thương virus trong viêm gan cấp là do lắng đọng phức hợp kháng nguyên kháng thể, nó lắng đọng ở bề mặt và gây vỡ tế bào gan đấy. Thế cho nên là cái glutathione đấy thì nó trong viêm gan cấp trong lúc nó ít có hiệu quả. Còn chắc là người ta đi ngừa được cái nồng độ glutathione nó thấp. Ví dụ như là một bệnh nhân là nó thấp trong nhiều, có nhiều nguyên nhân gây của cao cấp. Một là trong đời sống cá thể, người ta tiếp xúc với rất nhiều những cái chất độc ngày các thứ, làm cho cái và gan và tất cả các chất tư nước qua gan, và gan nó sử dụng trong cái chất độc đó. Ví dụ như là rượu mạn đấy, ví dụ như là một bệnh mạn tính mà dùng thuốc kéo dài đấy chẳng hạn, ví dụ như là do bẩm sinh nồng độ nó thấp. Cho những người mà bình thường hai người hoạt động khỏe mạnh, một người dùng 10 gram paracetamol về tổn thương gan ít, thậm chí là nó không rõ ràng, nhưng một người dùng liều điều trị rồi đã tổn thương gan nặng cầu, thì khả năng có thể là do cái giảm tổn thương gan bẩm sinh, cũng là hai cái điều điều trị thông thường một người đúng không? Đúng rồi, đúng không? Bị chữa bệnh mà có giảm khỏi dùng là tốt. Cảnh thành cười, cả mắt. Trong trường hợp này có thể bởi vì hiện nay cái GTD nó tăng trong 5 lần so với bình thường, thì khả năng có yếu tố nào đó cũng gặp tổn thương gan mà ta chưa thể tìm được, thì ta có thể cho giải thích cái đó. Đó là
thì có thể được. Còn nếu như là chỉ do tiểu giúp thôi, thì ông nó ít không có giá trị. Đấy, các bây giờ thấy không? Thì đây là thứ hai, thứ bảy kê là thứ nào? Thứ ba đấy là thuốc kháng virus. Thế thì viêm gan mạn thứ B có chỉ định dùng tenofovir không? Có, đó là glutathione cấp cho virus B có dùng thôi. Hoặc là nồng độ glutathione bị động trong máu thức. Có dùng không? Đang cái viêm gan cấp virus B có dùng thuốc kháng virus không? Không. Cấp không. Chưa dùng. Chưa phải không dùng. Chưa dùng. Chưa dùng. Quên. Khi nào nó hết đợt cấp thì mới dùng mà. Cái em viêm gan ấy nó xuống dưới 100 và nó trở thành một vài trăm thôi thì bắt đầu lần ít cấp về sau một vài ba bốn tuần một tháng. Khi mà các triệu lâm sàng nó đỡ đi, chuyển nhiễm nó khỏe lên, ăn uống tốt lên và các em viêm gan xuống. Thì mới là bây giờ bây giờ anh nhà đang được cấp cho một đàn bệnh này thì chưa dùng nhá, từ những bệnh nhân này mà chưa có dùng tiêu không biết được nhá, chưa dùng đâu, tăng cao trên hai lần tiền nhiễm rồi đúng không, cuối học đi năm sao có dùng đâu, chưa gì quên đi kêu là sao đấy. Như vậy là bệnh nhân có hai bệnh mà lại cùng một nguyên nhân, cùng một nguyên nhân rõ ràng là kết hợp hai cái đó và cần kê đơn thì có chế độ ăn uống sinh hoạt có dùng thuốc cho tăng cường chuyển hóa các bạn chỉ là bệnh mạng thôi, còn ý thầy là bệnh nhân đang đợt cấp hay chưa rồi cấp của mạng đúng không ạ, ừ, đang đợt cấp của mạng hai cái trên là chưa bằng đúng không ạ, đợt cấp mà nhưng mà ý thầy các bạn chẳng đoán bắt đầu là thì đợt cấp là chưa dùng và thế là điều trị tốt thì những ngày điều trị bằng các thứ thì ta khi nó ổn, tức là các cái hoạt từ ổn định, tức là khi nó xuống đau xuống nó ổn định, nó không có nặng lên thì ta tự dùng thì đấy. Như vậy ngoài ra đấy thì còn một thêm cái ta chú ý thế này, tức là cái tổn thương gan cấp nhất thì ngoài cái dinh dưỡng ra thì ngoài cái việc là dùng enzyme gan acido dùng men chuyển hóa tế bào dùng glutathione thì một cái rất quan trọng để đảm bảo cho tế bào gan nó hồi phục tốt thì phải có cái gì? Một trong những trường hợp mà viêm gan virus cấp và tổn thương cấp thì một trong những cái ngoài cái việc mà dùng men dùng glutathione còn cái gì mới phải có? Còn là tăng cường dinh dưỡng và chuyển hóa. Cái men chuyển hóa đấy là tăng cường chuyển hóa. Cái glutathione tăng cường chuyển hóa, còn tăng cường dinh dưỡng tế bào gan, tức là phải đảm bảo cho tế bào gan đủ dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ thì phải có gì? Nếu tổn thương cấp phải tăng cường đường, gluco, đường cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân phải ăn hoặc uống gluco hoặc là truyền gluco. Nha, đấy phải có trong tổn thương cấp phải có. Như bệnh nhân được truyền một cô có đấy, có được cái tăng cường dinh dưỡng của nó hỗ trợ cho cái bộ gan là phải có. Thế thì bây giờ là truyền một cô như vậy, nếu bệnh nhân có đái tháo đường có truyền không, ai có ai không, giờ thằng ai có ai không, bệnh nhân này là phải truyền đường, nhưng bây giờ có đái đường có truyền đường không, ai có đường có vào gan không, ai có giơ tay, cứ phải còn đái đường nó có vào gan không, insulin vào tế bào gan không liên quan, có trên 26 nó không có nhiều, ai không giơ tay, nếu mà có thì không có, có nghĩa là không, ai không giơ tay. Thế còn lại gọi là lưỡng diện. Giữa tay đâu tươi. Tức là giữa khung giờ đó hồi nhà trước có cái này là có những cái định lượng. Năm thứ nhất học là vật lý sinh học và vật lý rồi phân theo định lượng. Có hoặc không có giữa đâu. Năm thứ nhất ta học vật lý có định lượng là có hoặc không đúng không? Khoa học có định lượng đấy không? Có, là quên. Ở trong bài vật lý năm thứ nhất có cái định luật có không không dứt khoát là tuân theo định luật đó có không có là giữa được
có nhiều anh bây giờ cái này trước phát có thế thì không được đâu, nha, đi sau không được đâu, nha, cái đấy là một cái rất quan trọng trong lâm sàng. Cho nên những cái bệnh nhân mà ví dụ những bệnh nhân này người ta phải tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt những bệnh nhân không ăn được, những bệnh nhân mà bệnh nào mà có đái tháo đường bây giờ không ăn được và không truyền đường được, ví dụ nhiễm trùng máu vi Epstein hoặc là những nhiễm trùng nặng hoặc những người mà suy mòn, những người mà không ăn được thì bây giờ là phải truyền đường, bây giờ đang được không truyền được, đúng rồi nha. Cho nên là tôi hỏi tác giả, một gram đường tức là một đơn vị insulin thì chuyển hóa được bao nhiêu gram đường? 5 gram hay 4 gram? Ai biết? Không phải năng lượng. Ừ, chết rồi, cái này 6 này chết ra hết rồi đấy, mà nhiều rồi, không phải không ai nói. Nó không phải là nội dung bài hôm nay, nhưng mà rõ ràng trong điều trị tâm huyết, nhưng mà nhân rõ ràng cái viêm gan cấp ta phải bổ sung glucose. Thì có hai cách, một là uống glucose, đường glucose. Đấy thì đấy là nếu không muốn truyền, còn tốt nhất một bên là nên truyền glucose. Và truyền dinh dưỡng là phải truyền đường glucose 10%, không 5%. 5% đấy là mục tiêu, 5% là cung cấp nước. Nhà của những thiếu nước không có nước, truyền natri clorua là cung cấp điện giải nhiều hơn là tức là mất muối nhiều hơn nước để truyền điện giải, còn nếu mất nước thì không muối truyền được có 5%, đặc biệt ví dụ là sốt cao đấy là mất nước thì mất muối truyền ít hơn 5%, nô bìa trẻ thiếu nước của truyền muối đấy là mất muối nhiều hơn nước. Và theo điểm mà truyền bộ dinh dưỡng thì truyền vào bộ yêu chương truyền đường mà nhân đại đường rồi. Nhưng ngoài cái việc có insulin truyền điều trị áp lực rồi, người ta cần muốn truyền trong cô để dinh dưỡng, người ta phải bù nhiều insulin để chuyển hóa hết cái đường này, đúng không ạ? Nếu mà còn có máu dưới 8,3 trên lít mà mục đích truyền cho dinh dưỡng ấy thì 1 gram là 1 đơn vị insulin nó chuyển hóa được 10 gram đường, tức là 0,1 insulin cho 1 gram một cùng. Đấy thì đấy là cái liều gọi là liều cơ bản, liều ban đầu mà xong là ta theo dõi cho liều đấy rồi mà ta không đạt được cái lượng của cung cấp huyết tương mà không đạt được thì ta phải điều chỉnh cơ thủ cũng quá hoặc là nó lại không đạt được yêu cầu tăng huyết tương và ASP hơn thì sau lớn hai lần là gì? Lớn hai lần là còn nếu mà cô máu ở bệnh nhân đáy đường một trên 83 mmHg thì cho 0,15 đơn vị cho 1 gram đường, tức là 10 tức là sao? Tức là 10 gram đường thì cho mấy đơn vị xôi? Thì cho 1,5 đơn vị. Còn không chuyển được cô khi mà cô máu trên 15 tức là 16 mmHg trở lên. Không có chuyển đường nếu đổ máu cao quá. Đấy thì đấy là cái nguyên tắc chuyển nguồn cô đến nơi dưỡng bệnh nhân. Thế nên là bệnh nhân này nó hoàn toàn có thể thêm có sự biến cao dưỡng cấp mà nhá. Bởi vì cái nguồn cô cho tế bào gan là cực kỳ quan trọng, nó đảm bảo cho cái tế bào gan nó có năng lượng nguồn cô vào và trong ấy nó cơ vào trên crep trong tế bào gan cơ là được vật cho sản xuất được năng lượng, nó ăn được để đảm bảo cho cái hoạt động, đúng không? Để chứ có cái hoạt động xử lý. Đấy như vậy là kia lên bệnh nhân này đó là như vậy là chế độ ăn này, thứ hai là ngừng hoàn toàn này, thứ ba là cồn cô 10%, 500 ml nhân với ít nhất là 2 chai mọi kiểu tắc mạch và lựa chọn thuốc đấy. Thứ ba là aspartat 500 mg hoặc là một ống 5000 mg nhân một ống 500 mg nhân với 10 ống pha vào một ống vô trứng vitamin B1, B6, B2, B1, B1. Mày có phải là cái đơn cho bệnh nhân chưa dùng chưa bài.
nha. Từ ngày rút kinh nghiệm về đọc, đây là thứ hai rồi về đọc.